Dũng thì tôm á, rồi tôm xét vô á. Dạ. Rồi, đậu xuống đậu khai. Dạ. Giờ cơ bản mình nhãn Dũng thay cái đập này. Cái đập này bao lâu rồi cơ bản? Cô làm hôm cũng lâu rồi mà, nhưng mà nó cái hôm nó lớn vậy á, cho nó con nó chung vô nó gặm được. Dạ. Tép gì tôm cá gì mà nó có vô á, chứ cậu không có nuôi. Dạ. Mà nó vô rồi nó ra không được. Dạ. Cái gì này bẫy ha. Dạ. Bao lâu rồi cậu bả chưa ấy cậu bả? Này lâu rồi. Năm chưa? Này 6-7 tháng. Dạ. 7 tháng bả. Dạ. Tại vì cái Dũng mà ở dưới mình đập ha, đây cậu bả mình đất ngang đây. Thì ở dưới thì có cái ấm bọng. Thì có cái lỗ nhỏ nhỏ đặng đặng cho tôm nó chui vô đây mà nó ra không được. Đó, đây là cái này cái hôn nè. Nè, cho nó chung vô cái năng động ra không được. Mấy cậu ấy bắt hút ngoài được mấy con cậu ấy? Cái chục con lóng à. Hả? Ủa sao cậu ấy hả? Ủa cậu ấy có lấy gì chặn lại không để thằng nó ra? À, có chặn lưới rồi. Hả? Chặn rồi. Nói chung trong lóng hả? Thì chắc con đây có hỏi rồi. Ừ. Tại vì cái dũng của cậu ấy mà nó là gần xong, đầu ngoài là xong. Cây vậy á, cây nó cạn cái bắt đầu mình bắt. Cây cạn cái mình bắt. Bữa hả mẹ Khánh ở nhà xúc được có 2-3 con gì dừa hả? À. Con mấy con tôm nhỏ xíu à. Ừ. Chết gần tôm thôi mà để coi thì chắc cậu bảy xúc có tôm mà cậu ấy ơi. Ừ. Tại cái dũng của cậu bảy gần thân á. Rồi, rồi có hôm mà không biết có không có thấy có cá lóc nó vụ tắt mày. Cậu bảy bắt cá lóc được không? Được chứ, biết có nó bắt thử coi. Sao bắt được hay vậy, nó chui với dấu chừng sao nó lóc. Mình khai cái hồi nó thấy nó nhảy cho mình dòm thấy theo giống nó trốn á. Khánh xin chào tất cả các bạn thân yêu. Sáng nay á thì mình lên nhà của cậu mà bảy mình thì tết là nhà ai cũng có Dũng là tháo, cho nên là bữa hổm nhà mình làm trước rồi, xong rồi tới nhà của mở út rồi làm rồi, hiện giờ tới nhà của cậu bảy làm thì cậu bảy nói là không biết có tôm hay không thì tháo lại, nhưng mà hồi năm rồi là cái Dũng thì tôm nhiều dữ lắm, tôm tự nhiên nó vô rồi nó bị mắc kẹt lại chứ không phải là tôm mình nuôi, cho nên nó là năm nay không biết tháo rồi có giống như năm rồi không. Mình mà bảy nói là rủ mình lên chơi đặng nếu mà có tôm thì nấu bánh canh tôm ăn, mà không biết có không nha. Hồi nãy giờ là khai khoảng nửa tiếng hồ rồi thì nước nó cạn hơn nãy nhiều dữ lắm rồi, giờ cậu bảy mình tát hạn nước thiệt là cạn luôn đặng hồi mình đi bắt tôm. Có tôm không cậu bảy? Hả? Có tôm không? Có chứ, nó ở trên đó. Nó không có vô. Đó, cho nó mà. Trời nó chảy hết chắc nước lớn luôn. Bữa nay thì có bà Bảy Dũng xuống chơi nữa. Bà Bảy ngồi tên chỉ đạo nha bà Bảy. Nãy giờ mà thấy có mà có thấy gì chưa? Bà Bảy. Thấy tôm càng xanh đây nè, mà giờ nó mắc kẹt cái gốc dừa mà con đâu thấy. Giống vậy hả? Mà thấy tôm bự không? Ai bận đồ của ổng thì mày. Cậu bảy mình tát hồi nãy giờ là cũng gần cạn rồi. Bây giờ mình gọi xuống coi cậu bảy tát. Tôm với cá gì bự lắm nha. Dạ. Cậu bảy nói hồi nãy cậu bảy thấy cá lóc hả cậu bảy? Ờ cá lóc. Cậu bảy mình đây là có tay bắt cá lóc hay lắm. Bắt bằng tay không hả cậu bảy? Ờ. Bắt tay không chứ mình đâu có đập được. Để bắt đầu cậu tát cái cạn cái là cậu chút nữa cạn. Hồi nãy cậu bảy mình tát cái khúc ở đằng kia. Đó, xong cái cạn rồi mà cậu bảy nó về lại đằng này. Có cái khúc cây đây cũng đỡ một chút. Đánh cây ra để nó bể bờ. Ừ. Rồi, cậu tát cái khúc xíu rồi.
hay nước thì hồi nãy cái mực nước nó nằm ở trên đó, cái chỗ trắng trắng đen đen này, chỗ phân cái đường phân cách đây, giờ nước nó cạn xuống tới đây. Mà hồi nãy giờ mà bãi thấy là mấy con cá ăn tôm gì nó lội qua lội lại nhiều lắm rồi, nhưng mà mình chờ nước nó cạn nó lội lên lên rồi mình đi bắt nó đỡ phải xúc. Ủa vậy cá lồng tông sao cô bãi? Cá lồng tông sao vậy hả? Đây hồi nãy giờ là mình không có thấy tôm nổi, nhưng mà ê đây 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 à, Khánh thấy cái dù nó rồi mà bãi ơi. Nó quơ quơ cái gầu nó dưới đây nè. Nó có cái càng to lắm á. Hả? Khánh thấy nó quơ đâu rồi. Cậu bãi mình thì đang tát ào 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 ở dưới á. Hả? Thì ở trên này á là cá nó chạy xuống, tôm nó cũng chạy xuống luôn. Đây nè Khánh, con tôm nó đưa cạn đi ngược nước nè. Đâu rồi? Đây nè, xích lên đây chú. Mình thì mình không có dám lội xuống nha Dũng, tại vì mình đi ở dưới bùn có dấu chân gì nè thì nó sẽ chui xuống dấu chân của mình, cho nên là mình đợi chừng nào cạn rồi mình mới xuống bắt. Ông bà bãi đấy, tí nữa nó đưa lên nó mới đập xuống. Cá lồng tông nhiều ghê á bà bãi ơi. Nhiều lắm, mà có một cá gì cũng bự lắm, có cá lóc á, nãy mà cậu bãi thấy á chắc nó. Trời ơi, có cái con gì kìa. Ủa cái con gì kìa, có chưa hả? Có tôm chưa? Khánh thấy hồi nãy có một con quơ quơ cái gâu. Thôi cá lồng tông nó chạy xuống quá chừng luôn. Tại vì bữa nay cậu bãi mình tát chứ không phải là xúc. Xúc thì... Đây đang cá lóc chạy lên đó Khánh. Chạy lên tảnh hả bãi? Đây nè, ngay sau lưng con á. Nãy Khánh thấy cá lóc nằm đây nè. Kìa kìa kìa, hồi ơi cũng con. Con tôm bự quá cậu bãi ơi. Con tôm bự quá. Không, con bự quá chừng luôn. Nó ở gần ngay chỗ con tôm đó. Đây nè. Con cá chưa? Con tôm này lọt. Ý cha, đảo quá. Con tôm lọt. Cô bãi ơi, con tôm lọt. Cái con gì ngay cái chà nữa. Tôm này nó mèo mèo nè. Dạ. Ôi con tôm, con tôm mà bãi ơi. Bà bãi ơi, tôm quá chừng luôn. Để bỏ đây nè. Dạ. Bỏ đây nè. Khánh ham quá rồi. Đây. Đâu cơ bãi? Nè. Đâu đâu? Đâu đâu đâu. Từ từ đẩy Khánh nha. Khánh nắp được không? Đâu nó nằm. Nè, nó nằm nè, nằm. Để Khánh nắp nó thử. Ủa nó chạy xuống đây nó nằm xem nó nằm chờ mình bắt thôi cậu bãi. Rồi đây có con tôm chứ còn. Nó chạy mất tiêu rồi. Chạy lên rồi hả? Chạy lên tỉnh rồi. Tôm quá chừng luôn. Đây nè, con tôm nó đi sụt lưỡi. Ủa nó đi sụt lưỡi hả mà bãi? Ủa quá chừng tôm luôn kìa. Nó lội xuống kìa. Ý, hai con tôm đụng nhau. Từ 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 từ. Chạy lên rồi bãi. Nằm đứt đó, nấp được rồi đó. Cá lóc chạy lên rồi, con tôm này. Đây, mình bắt nó nha. Một em. Một em. Thôi nó bắt. Ủa nó lội quá chuyện luôn. Kìa con bự bự chảng quá chuyện luôn kìa. Con gì? Tôm. Ủa đó. Cá lóc. Tôm. Trời ơi, chặn khúc đi. Ý Khánh bắt chồng. Anh tát cạn cạn không ơi, tát cạn cho lội lên chứ ngon. Tát đi. Bắt đi. Tát đi. Tát cho cạn luôn. Đó. Còn con nữa. Còn cá lóc ở dưới kìa. Nó quơ cái cạn nó. Tát cạn luôn anh. Cá lóc này nó nằm. Cán nó càng lửa anh. Hả? Nãy cá lóc nằm đây nè. Đây, hai con nha. Giữ cái ống đây nè. Hai con. Đâu rồi, nãy nó giữ cái ống. Ôi mừng quá. Từ từ. Cậu bả từ từ thôi cậu bả. Không á, tát cạn ơi, tát cạn cho dễ bắt. Ừ. Cho nó bắt chân không. Ủa cái tỉnh đâu con tôm nữa. Con tôm mà đóng gâu dễ gì bắt được. Ê. Từ từ nha mà bả. Có con tép nè. Có nhiều quá. Tép bạc hả? Tép bạc. Ôi. Hồi lần tát cái Dũng này nè, quá tài tép bạc luôn. Không biết qua tháng nào mà tát quá tài tép bạc luôn. Chán luôn. Ừ, hồi lần tát con vậy nè, chán chán luôn á. Đi kiếm nó nha. Vậy đi theo Khánh đi. Dũng bình quá. Đây. Từ từ cho nổi lên. Rồi, đẻ. Ồ, con bự chán luôn hả? Đấy, con ngay đâu mất tiêu rồi. Bắt cái đuôi á, đó. Được rồi. Mất hết cái càng rồi. Con này nó đang chiến đấu. Chiến đấu nó gãy hết cái càng rồi. Mất hết cái càng rồi, chắc nó chiến đấu với ai quá. Ừ. Thôi đã quá.
chưa? Nó lên đây rồi. Ừ. Thấy Khánh thấy Dũng không? Thấy chứ, thấy chứ. Thấy chứ. Bà Bảy ơi, bà Bảy đi, bé ơi. Có rộng tôm không? Có cái đầu lưới rộng kìa. Tôm bự nữa hả? Tôm bự nữa hay vậy? Tôm bự hả? Tôm nhỏ hả tôm bự? Tôm nó nặng. Đó, đó, kìa. Nghe đó, con nước này Khánh. Đó, kìa, kìa, chung đó kìa. Hai con luôn. Chú, xích chưa, xích chưa, xích chưa. Xích chưa, đây, đây con nè. Đây, ôi, ôi, ôi. Xích tôi rồi. Đó, đây, đây con đó nè, đây con nữa. Nằm luôn đắt nha, mình đắt nó ngang dễ lắm. Nắm cái đuôi nó. Rồi, nắm cái đuôi. Rồi, con dưới cũng còn cả Khánh. Dạ. Ui. Ngồi lên cái tấm trên nha, cũng khó nữa. Luôn. Ui quá chừng luôn. Rồi nó rồi xuống anh ơi. Hai vậy? Thịnh. Có hai tay dưới đây nè. À. Rồi đó coi nó cà bơi không? Thôi quá chừng luôn. Đây nó nè. Chung với cái lỗ đó. Đó đó. Ơi. Ui chà. Đã quá. Khúc tên nó cũng chắc nó cũng chui lên tỉnh nó nằm mà vậy. Có, khúc tên nó cũng có nữa. Ừ. Rồi giờ mình đi dạy dạy xuống dưới lại. Rồi bãi lên đây nha. Dạ lùa từ từ xuống nè. Ừ. Mình đi lên đi xuống, mình đi lên đi xuống vậy. Con bắt nó dưới đi rồi cậu lùa. Đó. Đã quá. Mò mò hết đi, đúng không? Mò, đó đó, tép bạc đó, ngay tay Khánh luôn á, tép bạc ngay tay luôn. Đó, mày quá ta. Tép bạc ngay tay luôn. Đâu? Nãy á, ảnh xuống á, chắc bắt. Nó nổi cái đầu lên mà thấy. Nó thấy nổi rồi. Chạy rồi hả con gì hả? Con tép. Nhốt cái bạc luôn. Khánh bắt. Cái bạc con bự bự luôn. Dạ. Thần có lóc Khánh bắt được. Để chút mọi người coi. Dễ gì. Đây nè 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 nè. Đây à. Ô con tép bạc bự. Bạc trắng luôn. À cái bạc trắng bự á. Trời ơi thấy Khánh bắt dở chứ cái lóc nó hay lắm. Bắt cá lóc bự hay bắt cá lóc cọp? Rồi rồi. Đó đó đó. Ây da, hai bắt con luôn. Ây da. Đây, đó. Nắm cái đuôi nó, nắm cái đuôi nó. Trời ơi nè. Ê, bắt cái đuôi, nắm cái đuôi rửa rửa. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Có bãi. Đó, ơ đụng nữa. Mới rửa tay xuống đụng nữa. Ơ đó. Quá trời. Ơ nè, nè nè nè. Hồi quá trời luôn, cắt yeah. Được cái phần đông luôn. Hay quá ta. Á, à, kẹp luôn, coi coi coi, nó kẹp hai cái luôn rồi. Cái nó khỏe không, cái hì đây đâu người ta. Thịnh nào giờ mới thấy rồi định. Á không. Thôi, 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 mắc được cái phần đông luôn á, hay thiệt á. Tự mình khen luôn. Ê Khánh, nổi đầu nè Khánh, nổi đuôi nè, ồ anh đây nổi râu nè Khánh. Dạ. Đó, đó, nổi râu đó. Dạ. Trời nó búng bóc 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 luôn à. Quá chừng luôn á. Nè 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 Khánh nè Khánh. Đó, nổi vô rồi. Bắt ra cản này đi rồi cho mòn cá lóc đi. Bắt mạnh xuống. Chứ nhí 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 lầm. Mừng quá. Ây da nó kẹp Khánh. Nó kẹp tay à. Tôm này là tôm sô chứ không phải tôm nhất. Rồi bỏ vô. Con nãy nhất á, con bự á, mấy con bự nãy á. Nắm cái đuôi nó không có được, nắm cái râu nó không có được, nắm cái râu nó vuột, nắm cái đuôi nữa. Mấy con này dữ quá. Đó. Đó. Chập trước, đè trước, đè cái đuôi nữa. Rồi. Đó. Một con nữa. Đã quá cậu Bảy ơi. Năm tới cho Khánh tác tiếp nha. Năm tới nhử, nhử cho vô nhiều. Trời ơi, cá lồng tôm nhóc luôn. Chẳng đó đó, cá tép nhả. Là mới con mắt cá lóc á. Còn ở trên đó. Con này mới bảy. Dễ gì mất cá lóc. Coi Khánh lụm cá lóc. Cả nhìn nó ở đây gì mà không hả mọi. Cậu Bảy ơi, coi Khánh lụm tôm, lụm tép nè. Vậy chứ nó chuối rồi. Con xuống không? Ừ. Tiền ơi xuống không? Xuống. Xuống đi. Tất cả lắm. Đây là tiền con ra chứ đó là tiền. Thôi quá chừng luôn á. Ây da. Tôi làm mấy coi. Nó xuống nó bò lên lần xuống đổ đổ nè. Chụp 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 cái chân nó ở cái đuôi đó. Đứng lỗ xuống dưới nhân tiền. Cá đâu quá trời á. Tại con quải cái đó kìa lắm không con? Dạ không có sao kìa. Tiền ơi đừng lỗ xuống tụng nước nha. Đó, nè, bỏ vô đây nè. Đứng ở tên thôi. Nè. Thử quá chừng cái lòng thông luôn. Nè, quá đợi xuống ngay chỗ này là bắt dễ bắt nè. Đây nè, bắt từ từ xuống đây nè. Này hết. Nè, cái lòng thông con thằng nó bự chảng chảng luôn á. Nè hết. Mình bắt xuống nữa rồi. Chụp rồi chụp thôi. Dễ dễ dễ. Quá chừng không?
Uống nhiều quá. Đâu đâu ngoại liền cái lóc cho vô ngoại con cầm coi. Không được cái lóc cho ngoại con cầm coi. Đã vậy chưa? Thấy chưa? Chốt em đưa. Thôi khánh bắt khánh bỏ vô, khánh bắt khánh bỏ vô không mà mày. Ừ. Tắm rửa sạch mới được hả? Làm cái kiểu này á thì á là mình đậu bãi mình mỗi lần thôi chứ mình không có bị mỏi giò. Bị khum tát rồi. Bãi khum tới khum lui nãy giờ bị mỏi lưng. Rồi anh đi rộng mấy con tôm đi anh. Có điều á là đi rộng mấy con tôm đi. Đi nào không kìa. Bãi coi nè mà. Ơi, cá lồng tôm kìa. Nè té nằm nè. Đi nhảy 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 quá trời nhảy. Trời ơi. Bỏ vô. Bỏ vô. Cái kiểu này không có sót, không. Này Khánh, này Khánh. Không có sót con nào. Vậy nó không có bỏ nè. Này Khánh. Không có sót con nào tới lại. Chói tầm tâm luôn mẹ ơi. Ghê, ghê rồi định. Ừ. Ghê. Ui. Tiền bắt cục sâu tâm luôn rồi ta. Nè. Trời ơi. Cái gì tâm bự dữ hả? Ừ. Ừ. Đi 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 ngược tới lời mày. Đi đi ngược tới. Dạ hả? Câu rộng nữa cây để nó chết. Để đem ra bắt nữa. Ô. Ô bắt được rồi. Ngược kìa. Bắt. Tay Khánh này có điện chút rồi đó. Đụng cái dính nè, đụng cái dính nè. Điện mới có 110 hả, chưa được 212. Đụng cái dính nè. Đụng cái nó dính đó. Rồi ha, rồi rỗng đây ha. Rỗng đi. Để chết. Có một cam, có một cam. Ý nè, bắt được rồi mày. Cá lồng tông. Anh tiện đem cái xô kia lên đựng. Tiện ơi lên đây mở cá lồng tông mình tiện nhắc qua đây nè. Để miếng cá này coi. Tiện bắt cá lồng tông tống xô. Ờ tông cái ống gỗ. Nhiều không tiện? Được. Được. Hết rồi. Tưởng đâu năm nay không có ai. Tưởng đâu năm nay nhà mình không có ai có tôm. Ai ngờ nhà bà bảy có tôm. Nhà năm nay bà bảy trúng đậm rồi. Đó. Nãy nãy đập xe rồi mà. Đập xe đi bán rồi. Đó. Bắt con tép đó. Đó nhảy có thằng tông trong đây. Có thằng tông. Đi đi mày. Đi anh hút coi. Tiền mò thử tiền. Giờ mở bãi với mở bãi đứng ngay mở bãi đứng coi Khánh thôi nha. Mở đừng động tay vô nha. Để Khánh làm cho. Gì Khánh làm được chứ này Khánh phải gì lắm. Mò bắt tôm á. Bắt tôm vậy nè. Tiền bắt cá một đông luôn tiền. Nó tờ tép giống như đây nè. Nè. Ủa. Ghê hết. Âu. Đừng ướt cái chân xuống dưới mà bắt khó bắt á. Mình đi vòng vòng hai bên thân. Chưa chưa để cậu ấy cái bắt. Tôi có mò cá lóc luôn. Mò cá lóc đi. Tát đi. Mò cá lóc rồi hả Tát? Mò cá lóc đi. Thôi con tôm bị rụng càng hết rồi bãi. Mò cá lóc đi. Mò cá lóc thì dày đây à. Cá lóc nằm ở đây hả mày? Ừ. Để hắn ngồi. Mò đụng nó chuối đi xịn á. Sao mà nó chuối sâu không? Nó chuối thì chừng nào tới đất cứng cứng rồi thôi. Sao mình biết đường mình bắt nó? Hả? Thôi có con hết nữa chứ. Bắt hay bắt lại đi rồi mà. Cậu bãi đi vô chân này nó chuối xuống cái chân sao cậu bãi? Gì mời? Dạ. Dịch hả? Có con tép nè. Dịch hả? Ờ tép chứ không. Bắt hay bắt tép đi kìa không mà. Ôi tép tôm 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 tép. Quá tợn không biết con gì á. Gô hết tơn rồi. Làm gô hết tơn à. Ủa nãy nó chạy đâu ta? Cá lóc em đi bắt được có anh nhẩm dấu hết trơn. Rồi rồi dạng xích dài cách đầu con mò nó kìa. Rồi cho bãi mình mò. Học tay mò cá. Cá lóc khó bắt dữ lắm để nó chuối. Ủa nó chuối xuống bụng vậy hả thôi ạ? Ừ. Đó đang tôm nè, tôm con nè nè, chụp chụp. Nè nè, gỡ nó không nó đi. Ê, con cá. Nó không tôm ở đây nè, ở đây hết. Bắt con tôm con ở đây. Đây đây con tôm. Con cá con. Ở đây con tôm con ở đây. Đâu? Mò tay. Nó mới giãn đó. Đây nè, đây nè, đây nè. Nó bự dữ rồi, nó có bắt được thuộc rồi. Bắt hết đi. Bắt hết đi. Tiền. Ủa nó chạy đâu con? Dạ. Nó đụng cái. Sao cậu ấy biết nó nằm xuống này? Nãy nó chạy cái đụng kia mà. Dạ. Được không? Đâu có tiêu rồi. Cái này chú xuống bụng này lắm hả? Đấy, đây nè. Nè ăn tép, nè ăn tép. Ở đó, đó ăn tép con cá, hai con luôn. Bắt cái nè, nó nổi. Ủa, lâu nè. Nè, đây con tép bạc nè. Bắt con sâu đi. Thôi bắt con cá lóc rồi. Chắc nó ở đâu đây mà có chứ gì đó chị. Mất cái bụng bảy cái gì cái bạc. Làm
bóng nó làm cái đụng đây mà nó chạy cái y đây phải không? Nó bò dài dài lên đây nè. Nãy nó có chạy lên đâu? Chạy dài đây chứ không có chạy sâu đâu. Với nãy nó còn nhiều nhiều hơn lợi lợi nó không có chuối không đâu. Nhiều khi lên tên luôn mình đâu thấy ha. Cái gì đâu nó đây vậy nó mòm lắm hết nhìn. Mò gì động chứ không lẽ không động. Nhiều khi nằm tên á. Nên giữ nữa ha. Rồi rồi. Nhấc tép luôn chút. À không không được cái vậy đây để tát cái lòng công cái không? Tát cái hả lòng công hả bắt nó mò cái. À đó. Đây 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 đây. Nó còn lòng công. Cút này có nè bà bảy ơi, cậu bảy ơi. Nè 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 nè. Đó 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 để vào ổn. Đây nè. Tép. Té cá nè 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 cá con tông nè cá con tông bự chán nè nè nó chụp nè 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 đó 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 ừ. Rồi rồi con xích ra trai đi xích ra trai cầu tát kìa bắt bà bảy ơi ừ? Hôm nay bà bảy bộn à chút bữa đi sắm vàng nha bán cơm đi sắm vàng nha bà bảy áo đấy không có dòm cá có chạy đây không hồi đó nó cạn đấy chưa chưa cạn đây nữa ừ. Ấy rồi nãy chưa cạn mà cái đùng hồi bà có thấy không anh đó em thấy nó lội lội dài lên lội dài lên hả làm cái đùng cái lội dài lên không cặp tép bạc nó bự nữa hai nè ừ. Hai con nó nằm chung luôn hồi hồi lần mở tát cái Dũng là tép bạc vậy không á hồi đó cả đống luôn á nó nằm cái tay nhất quá thấy lội lội mày nữa anh mò đi anh mò vậy mò không có thì lên tên khúc tên chứ không có mất đâu mày chạy nãy có thò vô trong cái bọng đó không mày chạy cái bọng cây á vô á có nó chạy đây mà không có có thò trong đó không đặng cho nó có cá á cậu bảy quyết tâm phải bắt được cá lóc nãy nằm thì thờ á chuyện bụm luôn điện ụm luôn rồi bà thấy cầm cái đụng nè họ thấy cái đụng nó chạy lên rồi hả em thấy nó lội lội lên nó lội lội lên trên hả ừ. Cá nhóc luôn cái em kìa ừ đã không đã cá thằng tông quá tội luôn nhóc luôn á em tiện ụm hai tay thôi à chứ không chụp được họ tép bạc trời ơi cái bạc còn bữa chán nghe vậy nè mới gọi là điện đó ăn tôm kìa cái này có cái gỗ cũng ngon nữa mày bắt bằng tay cho điêu luyện cho nó thôi tao nằm quá chừng này mà vậy ê con gì con liềm kèm bắt được kèm luôn ờ con này nhồi 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 cứ bóc dục bóc dục ơi cá lóc cá áo ủa nó giăng cùng đầu rồi không thỉnh thóc rồi ta bây giờ với con bé hả dạ giờ với con bé không chịu hay diễn khóc vậy là mà bảy hai mà bảy tính thuốc hay gì á mà bảy tính thuốc hay gì á đâu có gần hết thì mà gần hết thì mà trời ơi đã quá hả là thấy hồi làm cái đụng là nó chạy lên hả em thấy nó chạy lên không cậu bảy ơi cậu bảy mỏi lưng không hả không giờ nãy giờ bác mỏi lưng không hết rồi hết mỏi chứ không bắt cá nãy giờ mỏi tay quá mỏi tay thôi về đi để cậu bảy bắt cá nhóc luôn bắt ké bắt ké còn nói chuyện nghe giọng ấy đấy là nói tôm cá nhiều quá phải không xuống đây đi chưa còn cái tát hay cạn luôn cái bắt này bắt này còn mò cá có mấy con cá dẹp dẹp đó thôi bảy cá dẹp dẹp đó nè cái mè à thảo quá hồi lúc mà nuôi tôm Dũng này là hồi ơi có mè con nào lấy nó bự bà bắt cả đống luôn á biết nhiêu có mè nữa mà con nào có tính không có tính rồi cái tấn nó bằng cẳng cái luôn hai cái dạy tấn nó khủng khiếp luôn cả mẹ nuôi đặng cho nó giận nước cho tôm nó đó rồi ôi chẳng luôn cái chim bánh xèo không co ăn cái bánh xèo chừng ba tép chút chim bánh xèo cá lòng tâm được không mày được đều ăn sợ mất cổ chim bánh xèo cá lòng tâm với tép đi ngon
kêu anh Dung nhập lên đây chiên luôn đi. Cá không cá dễ bắt. Chưa hết. Hết cái thằng không còn không? Hết rồi, còn có mấy cái nhỏ không à. Có cái quán cộng cá bự hết trơn rồi. Cái nhỏ là nó là gì? Cá bự thôi, cá lóc đi cá bự. Cái gì vậy? Mòn cá lóc đi. Cá lóc cá bự nha, mà bảy hôm nay mà bảy nói hoài à, mà bảy nói cá bự bắt cá lóc hay dữ lắm. Tao bữa nay cá bự tổ tài thử. Hồi nãy không chụp cá lóc luôn, hồi nãy nó... Hồi tính để cho khách nó quay. Đấy là cậu Bảy muốn... Cho Khánh bắt. Muốn... Muốn để cho bắt mà thấy... Muốn cậu Bảy... Muốn bắt công khai chứ không muốn bắt âm thầm. Cậu Bảy không cái tay cũng bắt cho mọi người cùng coi. Nhưng mà anh giận mất tiêu. Không có đây chút rồi cũng... Đây nè, đây cậu... Chút rồi không cậu Bảy? Còn có trên đây, trên chút rồi cũng... Để cậu Bảy ra dạ, tay. Dạ, đi lên trên đi. Vậy khúc trên lên tắt nữa hả cậu Bảy? Tắt nữa, để cậu tắt nữa. Nếu nó không có đây lại lên tên á. Vậy hả? Ừ. Còn nó không có lên tên thì nó ở đây. Ừ. Tại sao mà mình không xúc mà mình tát vậy? Mình xúc mình bắt đâu có hết. Bắt xúc không hết hả? Ừ, bắt không hết. Ủa, cái lần con. Làm cái đụng ở đây là bắt đầu lội lên hả? Em thấy nó lội lội vậy. Nó có lội lên đó cậu Bảy. Em thấy nó lội lên. Cậu biết lội tới đâu à? Nãy giờ mỗi cái đụng lội lên. Cậu Bảy giếng tóc mình Thánh đi. Cái hai tát thì cậu Bảy mình đi tới đâu tát tới đó. Có nghĩa bắt khúc dưới thì tát khúc. Tát khúc dưới thì tát. Đây đây, 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 không chưa có bé cỏ. Chưa bé cỏ hả? Ừ. Bự quá à. Ôi bự dễ sợ luôn á. Ê mình bắt được cá lóc rồi nha mấy bạn. Trời ơi. Ôi ơi bắt cả luôn. Cá lóc nó sực. Bắt đầu mình nghe cái đó rồi nó đâu có chạy đâu. Sao cậu Bảy được làm được hay vậy? Ừ. Mở nói mà. Mở nói hay không? Có không? Hay mà. Thôi hay. Mở nói hay không? Hay. Không nói gì. Rồi không có. Giờ bỏ vô đây các bạn, bẻ cỏ. Bỏ đó đây bỏ. Nó phóng ra không? Không có. Nó phóng ra nó cũng ở đó, cũng bẫy cũng thải đầu lên nữa. Ngồi mấy chỗ này nè, tổng này có ba cá nè. Không có đâu. Để bỏ ủ. Làm như cá đồng đồng. Bỏ mấy đồng đồng rồi. Cậu Bảy ơi, làm như cá nãy giờ chạy xuống dưới tầng rồi đó. Hồi vô nó còn khúc tên này nè, động khúc tên này nè. Còn cũng có đồng tâm nè, thơm con. Ê nè nè, đó. Đó mình nói nó khôn cái đâu không? Hai giờ ta nói khôn quá mày nói không khôn phải không? Hồi giật đâu. Cậu Bảy đâu vậy? Cậu Bảy. Ờ luôn. Có. Rồi chưa bắt hết chưa? Coi hết rồi. Đây còn con cá lóc còn con nữa. Cái tiền nó làm như vậy. Nè. Ờ. Chứ cái ở Vũng mà còn biết mấy cá lóc nữa hay không? Ai? Cậu Bảy á, còn còn nữa hả? Hồi nãy có con nó khoảng chừng chưa được nửa ký á. Con đó đó. Cá lóc hả? Nãy thấy nó phóng ra đây chứ đâu? Con nãy á. Chắc con nãy á. Mới bắt đó. Không phải, nó con nãy bự mà. Để thử coi. Con kia nhỏ hơn. Thấy không? Con kia nó bự hơn cá bóng. Bắt được cá lóc thấy mà Bảy. Con kia nó bự hơn cá bóng cát một chút. Thấy cái này không? Thấy. Bắt cá lóc em ghe luôn.
Mà bảy thấy theo cái show không? Rồi. Rồi. Tao tát cái bắt cái này có. Này ngon ạ. Này ngon ạ. Ủa sao cái lóng nó vô đây nằm em cậu bảy? Ờ vậy chứ đặng đặng nó khoái nó không có gì nó chạy trốn rồi mẹ ơi gì. Nãy mà cậu bảy mò nó chuối với bụng hàng sao? Ờ. Chuối khúc nào? Chuối khúc này bên cái gốc dừa. Đảo lại gốc dừa á. Hả? Để khách tát cho được, bà gọi thôi chứ sao khách tát cho. Thôi, khách tát nói rồi. Anh tát thử đi. Đó, cũng được bình thường. Nãy cậu bảy là nhanh lắm. Đó hai con mình cậu ấy hay tạt mình cậu ấy hết đi. Cậu bảy tắm luôn. Tắm luôn. Rồi lắm rồi. Đây có cái con tàn rồi đó không? Có. Thôi đây 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 cậu tắt cho mau bắt cho mau rồi. Thôi đây có một tao rồi con. Ôi tao bự chả rồi Khánh ơi. Đâu đâu cái tiền, cái tiền bắt ấy. Ê ơi. Nó đâu? Ủa tiền gì bắt tới vậy? Từ từ mà. Hả? Có gì chưa? Nè. Cái gì vậy? Dạ. Con tôm, con tôm. Con tôm nổi đâu? Chưa. Đây đây con lôi nó lên con coi. Ừ, lôi lôi nhẹ nhẹ thôi. Ừ ơi, mất tiêu rồi. Ờ bên đây nhóc luôn, mày ở trong đây nhiều lắm. Từ từ. Mày lấy cái này ra, mày lấy cái này lên, lôi cái này lên. Từ từ nhanh. Đây nè, đây nè, đây nè. Từ từ để cậu bãi tát cho lú đầu lên thì biết được mấy con. Hết cáo trạng đi rồi hả bắt. Đó con nó bự lắm, cái con nó bự lắm. Ê. Đừng cho cái cạn nghe, bắt cái đừng cho cái cạn. Đó, cái cạn nó quá trời luôn. Thôi. Ơi. Vô sâu kia. Mình bắt được con tôm nha. Cái này con nó cũng còn đó. Con tôm nè mày. Đưa đưa cậu con này. Con nữa, con nữa, con nhiều lắm. Kìa 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 kìa. Từ từ. Thôi để cho con bắt đi, con chưa bắt được con nào hết đó. Bắt thôi dễ càng con đền nha. Ê đây đó. Nó mặn với nó đã mà. Đây đây đây. Để cho tiền bắt đi. Để cho tiền bắt. Đây nè. Cho nó mặn nha. Để hồi nãy giờ đi không bắt được con nào. Nè. Đây. Từ 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 từ. Ủa con này nó bự. Con tẹt nó gâu gâu không có được. Con tẹt không chụp nữa mà. Đây nè. Đừng đừng. Đó. Đó. Thôi thôi con này gạch nó đóng gông luôn rồi. Sống luôn. Đâu dở lên dở lên dở lên. Nè. Cười. Cười. Ập ập. Ập cái sâu. Hả? Ập cái sâu. Lật sâu. Lật sâu lật sâu. Con này nó dài lắm rồi. Từ 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 đi cậu phải tát nữa bắt nữa. Nè. Cậu con ở đây nè. Thôi, ra đây. Con ơi, ra nhỏ cải vô ăn nha. Con ra con bán tôm bự chả luôn nè. Càng không hả? Càng không rồi nè. Con này con nãy bự hơn nữa nè. Thôi, đấm năm hết. Đấm không? Bắt được hả? Bắt được cái lóc này. Bà bãi ở dưới đây cũng còn mấy con đóng gông nữa hả? Rau ria tùm lum nè ha. Nhóc luôn á. Để kìa tiền dưới chân con còn á. Ừ nghe nó đó. Ừ. Mày được chưa? Nè anh đây. Kìa đó cái dâu, cái dâu nổi chuyện thiệt kìa. Đâu. Nè. Ở đó đó con bự á tiền. Dở 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 rau lên từ từ thử coi. Bự không tiền? Nhỏ. Nhỏ. Kìa kìa, tiền cái dâu kìa, cái dâu kìa. Nè dâu nó bự á. Hả dâu nó bự á. Đó đó. Ở trên này chắc có cái lóc nữa anh bảy. Hả bự không? Được à, không bự không? Vậy làm cái đó là hay vợ chồng á. Nè bắt không được đâu này, cầm máy đi. Không. Em này chắc đực cho nó dạ hơn nè. Con đực là nó dạ hơn không vậy? Ừ. Mà bảy ơi, mà bảy Khánh bắt cho mà bảy. Mà bảy ơi, mà bảy đứng đây đi Khánh bắt cho. Hồi hai con luôn hả? Hồi đi nè tiền ơi. Ồ. Ôi ê nè tiền ơi. Đây đây đây. Tiền 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 có nè, tiền 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 cái số đó. Rồi. Để nó chung xuống giờ hả? Con đứng xích ra trên. Gửi gì nó kho ớt cam chát luôn ạ. Vợ. Mày ơi, dữ lắm mà sao mày kho em. Bỏ cái vỏ lên bà đi cho dễ. Cái
Bỏ cái vỏ ra bà đi. Ớt không mà ăn muốn khùng luôn ạ. Ớt hả? Thế? Thế để bắt dầm vô tôm. Mày nấp thôi mày. Ờ nhóc luôn ha. Ờ khúc này cá hồng tông nó nổi đầu quá chừng luôn. Chưa chưa nghe, để cậu làm cái rồi cho quay. Nè. Rồi tá hai tay. Bà Bảy ngồi mà ngồi tỉnh ăn cơm ngon quá ha. Ăn cơm ngon quá, ăn cơm cá ngon. Bà ăn cơm ngon không? Bà Bảy ơi, bà Bảy lại đây đi cậu Bảy. Rồi, vô anh tắt đi. Bà Bảy năm nào bà Bảy cũng tắt cái vũng này hết rồi hả? Năm nào cũng tắt. Vậy thôi để năm nay khám bắt cho. Kéo quần người ta lên tước hết. Trước khi bắt lên mình phải kéo quần lên. Ngồi lên không còn cái quần cười đã. Bà Bảy ơi. Bà Bảy ơi. Hả? Đó, lắm râu không? Đó, nói như mà Bảy đó, Hồng năm tới mua cái vũng này của bà Bảy luôn. Giờ mua trước năm hay tháng? Dạ. Để lấy tiền tao làm giống. Cái vũng này của bà Bảy đã quá à. Kìa, con bắt con bỏ vô. Cái lòng tông con chản chản này Khánh. Thấy rồi. Nè, con bắt con bỏ vô ấy đi. Đó, thấy không? Thôi nó lội lên quá chừng con rồi. Nè. Cái hàm ha. Nè, thôi ơi. Thôi anh bãi bắt em con cá lóc nha rồi. Cá lóc cọt không? Cá lóc bự. Còn con này nó hổ thấy mấy con á. Chỉ cần bắt bỏ vô thôi mà mày. Bắt bỏ vô. Năm nào mà Bảy cũng bắt vậy hả? Ờ ơi, hồi lần mở tác bắt bỏ vô đấy chưa. Cái bà con chản luôn hết. Cái bà con như nãy giờ mà nhiều dữ lắm, bị lúc gài nó hết vậy. Lúc gài muốn bớt cá cái vô cánh. Thôi ơi, này đâu rồi cậu Bảy? Xuống dưới sọng á. Thôi ơi, hai nãy giờ nó chạy xuống dưới cậu Bảy hình thức rồi được nè. Nè bắt con tôm này vô gọng luôn đi, để nó chết. Nè cậu Bảy, bắt con tôm gì vừa. Hôm nay con tôm có đóng nè. Nó chết ổn. Bỏ sơ hết luôn nha. Bỏ sơ luôn đi. Ngồi lên nữa. Bắt nổi tay luôn không rồi. Bỏ lưng nè. Hồi quá chừng cá luôn. Rồi rồi đổ đó kìa cậu, bỏ lỗ xuống cậu coi cậu. Anh hốt một cái rồi bãi coi thánh nè nha. Bãi coi thánh nè nha. Nhìn kỹ nha. Đây. Hết vô, hết vô. Trời ơi. Quá chừng luôn. Tiền thấy ham rồi. Anh gọng vô gì? Anh đi cho mau rồi hả? Ồ, thảnh chết rồi. Bé nó nói ít hiểm mà con dầm nguyên trái mà. Hả? Con dầm mấy trái? Trái gỗ hả? Hả? Đứa gì hết trái gỗ cô bả? Hai trái hả? Một. Hả? Một hết mà cay vậy hả? Ừ, dừng ngãn thơ ra. Ăn hiểm của mày mở mà. Nó kêu tao ăn trong nồi đi, tao ăn nồi. Ừ. Ngon hay ngọt không? Ngon lắm. Thôi cá. Quá trời cá. Quá tiền cá luôn. Ui quá tiền luôn. Tết nay ăn cá lồng tông hơi khô. Thôi. Cá lồng tông nhà mà bãi nhiều quá. Mà con bự bự không ha? Nó hơi khô là uống bia là hết thích rồi. Bán cơm mua bia hả? Cậu bãi ơi. Hả? À, uống rượu tay. Ăn cụ tay, uống cụ tay. Cô Bảy đang chờ. Chờ gì? Chờ uống cụ tay. Cô Bảy có chơi cụ tay mà, có cô Bảy. Ừ. Thì luôn đó, cô Bảy đang chờ tới Tết đang uống cụ tay. À, cô Bảy. Cô Út tới để cụ tay để Tết có ai tới cô Út khoe. Cô Bảy cũng nói để nữa, cô làm xui cô mới uống. Cô nói vậy. Vậy hả Bảy? Ừ. Cô nói để dành nữa làm xui uống. Chơi gì mắt của con nữa. Vậy hả? Vậy chắc sắp làm xui rồi đây. Ừ. Có nói để làm xôi uống. Vậy ai coi lưa cứ con bé lẹ lẹ đi chứ. Có ai làm xôi uống phụ tay không ta? Thôi Khánh. Dạ. Cô Bảy kìa, cây rượu rủ tôi thêm bãi uống. Rủ mà định nói, thì định nói nghe, có đầu anh chế vô rượu khác vô. Tôi tắm giống này. Cái hồi đứa nào cũng đem bỏ thuốc mê đâu uống cái lần nữa, nằm đã chắc chết luôn á. Có gì đâu, uống rượu mà sợ thuốc mê. Uống quá rượu, rượu nó còn độc hơn thuốc mê đâu. Vậy thấy có tôi với có mình tôi với thế mà sợ nghi quá. Thôi cá lóc cá lóc hồng tông nó bự hồng tông chẳng chẳng có hồng tông hơi khô ngon có thuốc mê
ai cũng làm bộ mê luôn cho mẹ nó cho rồi. Khánh, có thằng Tông hơi khô ngon, Khánh nó bự ha. Khánh thôi mê sớm cho nó nhanh cả định. Thôi cũng con bắt hết vậy rồi đây. Thôi tiền kìa, Khánh Tông cho tiền làm miếng mắt cá rồi. Thấy cá bự quá vậy bắt cá. Làm miếng mắt rồi. Rất tôm à. À, đồng tông mà ngồi khô ăn ngon lắm. Giờ mắt đồng tông hơi khô mắt. Chứ thịt heo đồ. Nói nha, tình mình tính mua cái mương á, giờ đó con dựng mắt cái đó. Lần quần hai bà cháu mình bán bốn nửa luôn nữa. Chơi nữa. Dạ, giờ khi mua lỗ. Anh muốn mua phải không? Đem dạ. Số tôm vô thả vô, cậu cho ăn giùm cho. Cậu dạ. Thiệt tình là cậu không ấy. Không, mua cái ngoài nó vô mới lời chứ mua tôm thả chị Hiến Khánh. Không có số nhỏ, mình mua số con mình thả kìa. Cậu bảy tháng mấy thôi được. Tháng mấy thôi được. Hả? Tháng mấy thôi được. Đó hả? Dạ. Tháng nào mua cũng được. Đâu có, tháng này nước mặn mà. Tháng này nấu cái gì? Tháng này tàn hen hết anh nấu gì? Tháng này nước mặn mình mua tôm con dễ mua rẻ. Trời ơi tàn hen hết ông ơi, qua tháng 3 tàn hen hết không còn con. Cái số tàn hen mình ăn còn số kia mướt được cái mình để mà qua tháng kia mình để. Được không? Được không? Không gì mà chịu á. Lỡ ừ. Mình ăn hoài đâu có bán được. Ăn không? Ừ. Rồi chưa? Hết rồi không? Cái dũng này nuôi tôm mau lớn nè cậu bảy ơi. Phải không? Tại nước ra nước vô liên tục. Mời đi, mời có cái lóc không? Không biết rồi. Mời có cái lóc không? Không mệt á. Nửa sơn rồi đó. Chưa chưa? Mà bận mới thôi mà. Dạ. Đi sánh thả tôm mấy ngày đâu có ai giữ đơn mà chài bán mua quần áo bận lụm. Đưa dũng cái gỗ cậu ơi. Đánh, chạy chân lượm bộ đồ cái nghỉ. Ừ, cái bữa lượm bộ đồ, đừng làm nhiều. Cô bảy, cái này dám có cái lắc nữa chứ. Ừ, giờ bắt đầu. Rồi, giờ cậu bảy mình đi lên phía trên. Ừ, mình cũng theo cậu bảy lên phía trên luôn. Sẵn còn tôm ta. Hết rồi. Hết rồi. Vậy đi lên đây kiếm gì ta?